Thì Sô xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Chu Du. Khi mà xuống Phú Hải, cả nhà mình có một cái món đặc biệt mà Tisu rất là thích, đó là cái món bánh xèo. Đây là món bánh xèo bà ngoại đang ngồi đổ đây nè. Cho con bánh xèo sò với lại mực ha. Một cái là bao nhiêu tiền quả? 5.000. 5.000 một cái hả? Mình bán từ lúc mấy giờ ạ? 6 giờ sáng. 6 sáng đến khoảng chừng mấy giờ là 8 giờ giữ. 8 giờ giữ là hết hả? Dạ. Ở đây mình bán cho hàng xóm láng giềng hả? Ở nhà mình thấy bánh xèo rất là ngon hấp dẫn. Cái bộ bánh xèo này mình làm từ bột gạo hả? Hay là gạo ngâm cây. Ngâm rồi xay ạ? Ngâm lâu không ạ? Tấu ngâm sáng xay. Dạ. Một ngày mình xay là mấy ký gạo ạ? 2 giữ à. 2 ký hả? 2 ký 2 giữ à. Dạ. Bột này mình có thêm cái gì không mà con thấy nó đó, vàng vàng á ngoại? Bột giòn với lại nước dừa. Có nước cốt dừa nữa hả? Dạ. Ở đây nước mắm mình làm nước mắm làm dạ, đậu phộng. Đậu phộng nước mắm hả? Chanh. Nước dạ, mắm đậu phộng. Dạ. Làm không có nước mắm đâu, muối mà. À, ở đây là làm nước mắm nhưng mà làm muối. Muối. Dạ. Ta ăn lỡ ta ăn chay ăn đồ. À, thì còn, còn ăn ai ăn mà ấy thì ta bỏ thêm nước mắm không. Dạ. Cái này. Dạ con ăn ở đây á, cho con 4 cái. Ở bên này hàng bánh xèo cả nhà mình, kế bên là có bánh căn nữa. Nhưng mà cái tiệm của hai cô này là mình phải đi sâu vô ở cuối đường Ung Chiếm nha cả nhà mình. Mình ăn bánh xèo sò với mực nha cả nhà mình. Ở đây đặc biệt á là có sò. Sò này sò gì hả cô? Thái quả. Hả? Sò chai. À sò chai, đó. Một cái là 5.000 thôi cả nhà mình. Miếng mực với miếng sò. Tisu đảm bảo với cả nhà mình xuống đây ăn là hải sản tươi. Mình nhìn cái mắt con mực với lại cái con sò là mình biết. Rồi đổi cho con 6 cái đem về như vậy nữa ha. Còn ăn 4 cái, còn 4 cái đem về. À 6 cái đem về là thành ra 1 chục cái. Bánh xèo thì mình có rau hả chị? Được sống. Không, cái mình mới bỏ vô đó. Giá hả? Giá. Giá hành, hành giá. Ăn là bao ghiền. Lát nữa thì Sô sẽ thưởng thức nhưng mà nhìn thấy ngon lắm cả nhà mình. Ở đây mình đổ được bao nhiêu năm rồi hả ngoại? Đổ rồi đó. Mấy bao nhiêu lâu chưa ạ? Ừ. Lâu chưa ạ? 4 cái hả? Rồi, à, đây có người mua nè cả nhà, mua đem về. Này là bánh xèo thịt. Không, không. Ăn thịt không. Hàng xóm láng giềng mua ở đây mình đổ được bao lâu rồi ngoại? Hả? Mình đổ được bao nhiêu năm rồi? 35. À, 35. Ở đây là hàng bánh xèo nha cả nhà mình, kế bên là hàng bánh căn. Để Tisu qua Tisu quay hàng bánh căn cho cô chú anh chị các bạn mình xem. Đó. Đây bánh căn này cả nhà mình, bên này kế bên nói chung là cũng hai quại, mỗi người một bên. Bên kia là bánh xèo, bên này là bánh căn. Bánh này mình bán thời gian là mấy giờ hả quại? Bán 5 giờ đổ. 6 giờ đổ hả? Đó. 6 giờ đổ, đến khi nào hết bột thì thôi ạ? À? Khi nào hết bột thì thôi. Dạ. Có bột thì còn bột thì vô ăn. Có nãy. Hành giá. Này bánh căn này cả. Nào hành giá. Ở đây con xin lỗi. Ở đầu tới đây coi. Dạ con Phan Thiết á. Bỏ qua đây coi. Ở qua đó cho mấy anh à. Đây là bánh căn đổ rồi nè cả nhà. Tisu thì rất là thích ăn những cái món ăn của người dân địa phương làm. Thì chắc chắn là khi mà cô chú anh chị các bạn mình đi du lịch á, mình đi ăn ở những cái đường lớn thì mình sẽ không cảm nhận được cái hương vị như ở đây.
À, chẳng hạn như đây mình thấy ngồi nè, góc ngồi nè, mọi người ngồi ăn nè. Chợ mấy người ngon hấp dẫn không? Ấy giờ cũng đâu cho. À. Mấy người làm ăn có cái bánh căn này mình ăn với nước mắm gì hả ngoại? Nước mắm nước cá. À, nước mắm chanh hả? Nước mắm xay. Dạ. Ở đây mà ăn bánh căn là ăn hết nước mắm gì luôn hả gì? À, ăn cạn luôn cả nhà mình. À, ăn ngon. Ở dưới này mình bán bao nhiêu một cặp hả vậy? 2.000. Có 2.000 thôi hả? À, 2.000 một cặp cả nhà mình. À, có trứng, có trứng nè. Ở đây là có cá nè cả nhà mình, đây là son cá. À, đó, cái cá ở đây là cá nè, nước mắm nè, nước mắm hoa chanh. Cái này hủ mắm nêm nữa cả nhà mình nè. Trứng, xoài. Rồi à, mỡ. Dạ, hành mỡ. Dạ, ăn quá trời rẻ luôn, có 2.000 một cặp thôi cả nhà mình. Đó, hàng bánh căn. Dạ. Này là hàng bánh xèo. Có phải bác này buổi chiều bán bánh cuốn không? Gỏi cuốn không? Phải không? Bác hôm bữa con quay bán gỏi cuốn chung với lại cô phải không? Ừ. À, sáng nay bán phở chứ đó nữa hả? À. Bán phở, mì, buổi chiều thì bán gỏi cuốn, tiền ăn. Dạ. À, dạ cuốn. Là quay hàng phở luôn còn giàu nữa. Dạ. Hàng phở bữa đó giàu lắm. Là quay. Nó bị dính khuôn sao hả vậy ha? À, chưa có xê, để cho nó vàng vàng chút. Không. À. Định hỏi cô thưởng thức cái món bánh này cô thấy sao chứ? Cô đi rồi. Mình ăn sao thì mình nói vậy chứ. Dạ, có sao nói vậy. Dạ. Dạ, được cái đó. Con thích cái đó. Rẻ với lại tươi nữa, ngon nữa. Dạ. Hải sản là ngon. Dạ. Xóm láng giềng ha, trong xóm mình đi ra mình ăn. Con ai có tiền qua chứ ăn phở. À, ăn phở uống cà phê vô Phan Thiết. Nhưng mà con thấy mấy cái món này con rất là thích, cho nên con chia sẻ lên đây để cho ví dụ khách du lịch hoặc là bà con mình ở xa, cái mình về mình đi xe máy mình chạy vô cuối hẻm này nè, ở đối diện số 141 Ung Chiếm nha cả nhà mình. Ủa nhà mình số mấy ngoại? 160 hả? Dạ, đó, cả nhà mình đi qua chợ Phú Hài ha. Rồi đi gần cuối đường Ung Chiếm mà đi hẻm nhỏ thôi, phải đi xe máy thì mới thưởng thức được những cái món ăn giản dị bình dân của những người dân địa phương ở đây ạ. À. Mắm này mắm đậu phộng này cô chú anh chị các bạn. Ở đây thì giả bằng chanh muối với lại đậu phộng. Đó, đây nước mắm. À, chanh muối là bên này hả? À, nước mắm chanh là mắm thép. À, vậy chị cho em xin cái chén đi, em múc hai cái chén, em múc cái nước mắm em thưởng thức từng loại em chia sẻ. Rồi, em múc nước mắm vô này nha. Một muỗng thôi được à? Ồ, hơi ít. Để thèm miếng nữa. Rồi, em cảm ơn. Hai tô nước mắm của người ta luôn. Đây, cả nhà mình Tisu sẽ thưởng thức thêm cái nước mắm đậu phộng này nữa. Lấy ít thôi. À. Ở đây cả nhà mình hải sản nè, cô lấy ra nè. Mực nguyên con. Tươi. Trời ơi, mực này ngon. Nên là ăn hải sản 5.000 một cái thôi mà cả nhà mình thấy là Tisu thấy cô đổ là nửa con mực ha cô ha. Một con mực đó chứ. Với lại một con sò. Dạ. Đó, bự thì nửa con, còn nhỏ thì một con với lại một con sò. Rất là tươi. Ủa cái này mình mua xong người ta bán sẵn gì mình về mình đổ thôi chứ hả gì hả? Làm sẵn ta bỏ vô. Dạ. Hàng đông. Đây bây giờ Tisu sẽ nè. Cả nhà mình thấy không? Ngon chưa nè? À, mực hấp dẫn. Trời ơi, sò nữa nè. Ngon quá, ngon quá. Đây, Tisu sẽ thưởng thức thử cái nước mắm chanh nha. À, nước mắm chanh. Hấp dẫn quá trời luôn.
Mực giòn và ngọt cả nhà mình. Để chị Xu thưởng thức cái con sò. Hồi nãy cô nói con này con sò hả cô? Sò chai. Hấp dẫn quá trời luôn. Đây nè, vô cái bánh xèo nè. Cái nước mắm này thì nước mắm mắm chanh chua chua ngọt ngọt, nhưng mà ở đây thì không có ăn cái nước mắm ngọt ngọt như trong mình đâu, nó vừa thôi cả nhà, vừa vị. Này rau nè, rau này cả nhà tươi ngon. Bây giờ thì tôi sẽ ăn với nước mắm đậu phộng, tại vì mình vẫn thích nước mắm đậu phộng hơn. Bên này thì một cái bánh nha cả nhà. Tisu ăn một miếng mực rồi này, trong này còn lại một cái cùi sò nữa nè, ghi là một miếng mực với hai cùi sò. Còn có cá thì Tisu thấy ba hai miếng mực một cùi sò tùy á. Cho vô đây, tươi ngon hấp dẫn. Hay hồi nãy giờ mình ham quay quá, mình quên mời cô chú anh chị các bạn ăn sáng với Tiên Xu. Bây giờ mình xấu ăn quá. Đây cô chú anh chị các bạn, giờ mình sẽ thưởng thức cái cùi sò với cái nước mắm giả này nha. Tiên Xu vẫn thích ăn với lại nước mắm đậu phộng. Nếu mà ai ở Sài Gòn không thích ăn ngọt thì cái nước mắm này là vừa vị để mình thưởng thức nè. Còn mình đi đến một vài chỗ khác thì nước mắm hơi ngọt chút. Còn cái này là ở cái nước mắm vừa phải, không có bị ngọt mà cũng không bị mặn. Thầy cô chú anh chị bạn, Tiên Xu ăn mới có một cái mà nó muốn no rồi. Đây bốn cái nhưng bánh xèo đang công nhận ngon thiệt. Rất là nhiều mực nè, rất là nhiều sò nè. Ở đây thì các cô ngồi đi thưởng thức á, cô nói là ở đây đổ phải ngon thì người dân ở đây mới ăn cô ha, còn mà đổ mà không ngon là người ta không ăn, người ta không có thưởng thức đâu. Đây là bánh kèo bình thường như cô bán, xong rồi cái người ta mang thêm con mực ra đổ chung. Mực này là ở nhà mình có, mình đem ra ha, cả nhà mình ăn thêm hải sản thì đem tôm hùm hay tôm tích gì đó đem ra đổ thì cái mang ra đây. Ta muốn ăn thì người ta mang ra đem ra cho mình đổ thêm. Đó, thì một cái vẫn cứ là 5.000 thôi. Thì Tiên Xu chia sẻ cái địa điểm này cô chú anh chị các bạn ha, ở một số 158 thì bán bánh xèo, còn 160 thì bán bánh căn. Đó, tới đây ăn bánh căn bánh xèo của người dân địa phương nha cô chú anh chị các bạn. Hai cô bán rất là thân thiện và ngon nữa, rẻ nữa, hải sản rất là tươi. Thì bây giờ Tiên Xu xin phép dừng lại cái video clip này ở đây. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, bình an đến mọi người và mọi nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn.